con này. Bây giờ mình sẽ lấy cái tô này. Cái cây này lợp nhỉ. Cây này chắc không đủ á. Đổ ra. Cái đinh ở đâu nhỉ?
chứ. Cái đất này nào đi bỏ đi nhỉ? Thank you.
nữa nhỉ. Thôi. Ôi mất. Đây này, cái măng giang ấy, lấy đi nhỉ, lấy đi, nhiều lắm rồi, nhiều lắm. Cái này vẫn còn ăn được mọ. Hết được. Cùn lắm mà. Bóc khó nhỉ? Khó quá đi. Lại ngứa đây chứ mà. Đang đổ hết rồi. Đi đá đi. Dùng thế nào? Đấy thôi. Đây dài đi. Sắn. Khoai này. Rồi. Cuối vụ nó bé nhỉ. Hết chưa? Hết rồi. Cầm dao nhá. Cháu cùn thế. Măng hỏng hết rồi. Ôi dù. Ôi dù. Nhiều thế. Nhiều lắm.
đầy này. Lấy thêm tí nữa đầy, cho cái này đầy đi, đầy luôn này. Tìm thấy có chỗ nào có không? Đi. Lấy nốt cái củ này nha. Đây có dây chỉ mai này. Ôi. Đây. Cứ bảo đi. Đâu? Đây đây đây. Cái lá đây này. Lá này á? Ừ. Ừ, cái gốc của nó xuống đây. Sâu lắm nhỉ. Toàn đá à. Xuống này chắc không đào được ăn đâu. Thì sâu thế. Thì vỗ khác đi nhỉ. Nào, quay đây đi. Mấy củ nữa là đầy. Đi, đi. Lấy cái củ lằn. Ui giời, thật đấy. Đi rồi. Đéo nhỉ. Nó này nhiều hóa lắm. Anh quỳ một Thank you.
ช่วยอย่าแค่ไหนพวกเดียวไม่ได้รุ่นๆแค่อุ่นเท่านั้นนี่
kia. Cái nhà rừng rất là thải. Dạ, cái nhà xanh chứ nó cũng thải luôn. Xanh chứ nó cũng thải vậy. Xanh chứ nó cũng. Ơ biết cỡ là sai ha. Để đấy, xong mẹ với nhiều đi cắt rau ra nha. Rồi mẹ đi lấy đũa. Nắng quá như ạ.
Ê, cái này ăn được không? Ăn được mà. Ngon đấy. Ngon không? Đấy. Lên mang cho mẹ đi. Không có gì lấy. Ui dồi, đây này. Nó dẻo hả? Như lấy xô xanh về cho mẹ với. Mẹ với bố đi lấy cái băng này thì vất vả lắm nha. Đi quá là xa. Mà phải leo núi nữa. Chưa được đi. Mai mẹ đưa Như đi. Khi nào Như không hỏng nó mới đi. Con Như hỏng ở dưới kia nữa. Tao không đi. Dạ vậy thì lại khóc. Khóc cái gì? Nhiều không? Có. Cục này to thế mẹ. To mà. Đầu đâu ấy? Đầu tí trên nương kia. Như ạ. Chuẩn bị hết rồi. Cái này may làm giống.
Ba không bán cho ai đâu nhá. Thật mà. Còn nhiều ai ta này. Hết rồi đây cho một bao nhá. Cho đi. Phải cho thêm một túi nữa tí đi về tí còn thấy bỏ không thấy. Nhớ nhá. Nhớ nhá chị ở đây mà. Nhớ nhá, chị ở đây nhá. 19 cân. Dạ. Con ba bỏ. Đông người con. Đó ngộp rồi đấy ạ. Lông đen hay trắng?
Cho nhá. Mà mai bà cầm ba miệng bao thật chặt. Nhưng mà nhà khác họ làm nhiều vấn đề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây vẫn thiết làm quê cẩu. Làm quê cẩu này đây không có đây mà nó nghe đấy. Bây giờ tại sao không được lấy đó? Dạ đấy. Đấy đây vẫn đấy chứ. Không có. Anh tập nghe mà. Ô bò anh diễn lên kia có đấy anh nữa. Anh cứ tập cô bây giờ quái. Mày
đi nấu ăn cho Như ăn cho mẹ ăn nha. Rồi của Như này, clip của Như đây này. Cái gốc trên này này. Ủa mà xin đi. Cao quá nhỉ. Cao quá nhỉ. Mới nhá, cẩn thận lên á. Không có mó phải chừng như. Cái này lên thế nào được. Cái con này. Bây giờ phải đi lấy một cây thì đem lên trên. Đưa đây này. Bôi lên cây. Đây nhá. Đỉnh à.
Ôi, có đi. Nhiều quá như ạ. Đi về đi. Có nhiều không bố? Thơm thế. Này, chung như thịt kìa. Có cả hạt. Đem đi. Xước hết tay. Chào cho đấy. Cây này toàn gai lên. Xước hết này. Đau thật. Cái có không mình nhá. Mày có đi được không?
Cái này đem cái này nữa, đem gạo nữa, có đem được không? Có cái này nhẹ không muốn thì để trước cái này để sao như đúng kia mẹ đi à. Lấy cái lịch này. Cái này nặng đấy. Có đem đi được không? Có. Đi mang cái này đi sang là cho cái này. Sát xong nó ít rồi, đi cho cái này lên trên. Nhưng mà quan trọng bây giờ có đem được đi không? Có. Cái này nhẹ thôi mà. Có cái cân đó, như đem cái cân nhá. Ôi dù, nặng lắm rồi. Cái này. Đi được không? Thank you.
Bây giờ đối chị mua chỗ nào là 20. Mấy 2 cân về làm ăn ạ. Hôm nay ăn thử đó, mai mới lấy. Không là phải trả tiền taxi đấy, nếu mà bắt đắt đấy. Gạo nương à em? Vâng. Nếp à? Vâng. Mà
nhân tiền mà đâu mà khai vặt hơi hồ bố mà chở nó mà ấu chín đây để chín đây giá đấy. Thank you.
có cái gì ngon là gọi nha.